tháng 3 về, vùng cao Tây Bắc còn làm mê lòng du khách bởi sắc trắng như mây của hoa sơn cha. Sơn cha, sơn nữ vùng cao, chính là cây táo mèo. Loại cây này giờ không chỉ được khai thác quả để giúp bà con vùng cao thoát nghèo, mà mùa hoa sơn cha còn thu hút hàng chục nghìn du khách đến thưởng ngoạn. Những cung đường vùng cao tháng 3 về, dù treo leo khó đi, nhưng không ngăn được bước chân của những khách du lịch yêu thiên nhiên tìm về. bản Nậm Ngẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được biết đến là một trong những vùng trồng cây sơn tra lớn nhất tỉnh Sơn La với trên 1.600 hectare. Trong đó có khoảng 800 hectare sơn tra cổ thụ hàng trăm tuổi. Hàng năm, cứ vào độ tháng 3, những cây táo sơn tra bước vào vụ đơm hoa kết trái. Cả bản lại được bao phủ một màu trắng như mây. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những du khách tìm đến những đồi sơn tra trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ quãng đường đi xe vào đây thì tôi cảm thấy nó, khi bắt gặp những cây đầu tiên thì nó đã rất là đẹp rồi và sau khi càng đi vào sâu ở trong tôi cảm thấy càng gặp nhiều cây hơn và cây sơn tra nó phủ trắng bản làng và nó cực kỳ đẹp là một năm nó chỉ có một tháng mùa hoa thôi thì cái hoa của nó cũng rất là đẹp thực sự là nó đẹp hơn với so với các cái cái nơi khác cái vùng đất khác đối với cộng đồng dân tộc mông ở sơn la nói riêng và tây bắc nói chung từ lâu cây táo sơn tra đã trở thành biểu tượng và được gọi với cái tên thân thuộc là táo mèo theo người mông đây là loại cây kiên cường nhất dù mọc lên trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng cao nhưng hàng năm vẫn vươn lên đơm hoa kết trái những rừng hoa trắng muốt trải dài trên những sườn núi đã tạo ra khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khai thác triệt để các cái thế và tiềm năng tại địa bàn của bản nậm nghiệp và đưa nậm nghiệp vào một cái điểm du lịch trọng điểm của xã và huyện và cũng như của tỉnh. Bản nậm nghiệp có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm trên dãy núi có độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển bởi thế đây còn được gọi là một trong những bản cao nhất của Việt Nam. Đây là một trong những điểm nhấn du lịch của miền quê cổ tích xã Ngọc Chiến. Kết thúc mùa hoa, cây sơn tra sẽ kết quả và cho thu hoạch vào khoảng tháng 10 hàng năm.